chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình một clip à, tán gẫu đầu tuần và trong clip này thì mình sẽ bàn luận về hai đội hình team siêu giác đấu về cả cái team tiên đất đá kết hợp với cả sắc đẹp cùng truyền qua bản tiếng trung để có thể các bạn nhìn thấy dễ hơn về đội hình ở tương lai bởi vì có nhiều pokemon chưa xuất hiện các bạn biết là lúc bắt đầu mới chuẩn bị đến tiên đất đá hay là ma nước chẳng hạn thì những cái team khác vẫn có thể sử dụng được à, thời kỳ này thì mega TNC với team đất đá hầu như là các top ai cũng sẽ sử dụng mega tnc rồi bởi vì cái hiệu ứng phản đam này xong rồi là cái tưởng của nó nó tốt quá nhưng mà dần dần cũng sẽ có Pokemon cái dẫn như phá tưởng của nó nhanh hơn như các bạn đã thấy được cái sức mạnh đến từ necroma rồi và necroma khởi điểm dành cho đội hình team siêu à, tiếp theo nữa đến với cả mega Mewtwo x shiny mega gade các kiểu thì nó cũng sẽ là một cái đội hình mới với cả s mới cho nên với đội hình mega tnc này à, nếu bạn mà là một người chơi dưới vip 12 thì đương nhiên là bạn sẽ không có Mega Mewtwo rồi, bởi vì nó sẽ tiến hóa lên từ con Mewtwo thường mà Mewtwo thường thì các bạn chỉ có thể lấy được khi các bạn lên được vip 12 thôi. Và Mewtwo thì nó sẽ tiến hóa lên hai dạng Mega Mewtwo X nó sẽ có trước và sau đó đến Mega Mewtwo Y giống như thế này. Lúc này thì mình không có Mega Mewtwo X nữa, bởi vì là mình sẽ cần phải mất kim cương để chuyển đổi. Cho nên là mình cứ giới thiệu theo kiểu hình của Mega Mewtwo Y nhưng nhưng các bạn cứ nhớ nghĩ đây là một con Mega Mewtwo X. Thì trong thời gian gần đây có một số bạn à, vẫn hỏi ở trên cái kênh của mình là bây giờ nên đi theo hướng siêu hay là đi theo hướng tim sắc đẹp của Mega TNC hay hướng tim siêu giác đấu của Mega Ờ, à, thực ra là mỗi tim nó cũng sẽ có một cái hiệu quả riêng và tim giác đấu siêu đó là của Mega X nó sẽ ra mắt sau mà thường thì những tim ra sau nó cũng sẽ có cái uh, ưu điểm nhiều hơn so với cả những cái tim ra trước Rồi, nhưng mà nó cũng sẽ không uh, kiểu dạng như là mạnh quá mức giống như cái hồi của cái tim nước trước đó với cả một đội, đội hình tim trước trước này xong rồi đến là đội hình team tiết đá với cả team ma đâu uh, Team siêu giáp đấu trong trường hợp mà các bạn nuôi mà nó không tốt thì các bạn vẫn có thể thua với cả đội hình tim uh, tiên sắc đẹp của mega tnc này cũng giống như bây giờ thôi ở bản tiếng việt này mình nuôi đội hình tim uh, ma tiên ấy, nhưng mà vẫn có thể giành được chiến thắng trước cái đội hình tim tiết đá thuần hay là đội hình tim tiết đá nhưng mà kẹp thêm necroma chẳng hạn thì đó cũng phụ thuộc vào nhiều người chơi họ nuôi theo kiểu như thế nào có nâng lên zmu mu hay không zmu mu bây giờ là một trong những cái gọi là thay đổi cái um, sức mạnh của pokemon rất là nhiều luôn vậy nên là với việc bạn đã có một đội hình gọi là anh ơi đội hình như thế này sáu con như thế này thì đã ổn chưa thực ra 6 đội sáu 6 con như thế những top thì họ đã sử dụng và ổn nhưng mà bạn sẽ nâng nó lên bao nhiêu sao bạn có nâng lên z mu hay không bạn có sử dụng bảo vật vàng hay không nữa và những cái chip hay là rune của bạn là chip đỏ hay là chip vàng thôi thì nó cũng sẽ dẫn tới đó là cái hiệu quả ở trong trận đấu hoàn toàn khác nhau luôn cho nên bạn có một cái khung toàn những s cộng tốt như vậy rồi nhưng mà bạn không nuôi tốt thì những người chơi khác cũng là cái team có thể là theo cái meta gần gần đấy vẫn có thể giành được chiến thắng trước cái team của bạn bởi vì họ nuôi mạnh hơn và những s cộng cái s đó nó vẫn chưa mất đi cái sức mạnh của nó ở thời kỳ Meta này Và song song Ở đây mình cũng sẽ nói theo kiểu song song ấy Thì bạn sẽ có vừa đó là cái team tiết đá Sắc đẹp của Mega TNC Và bên cạnh đó là cái team siêu uh, Giác đấu của Mega Mojo X Hai cái team này Mình vẫn đánh giá là theo kiểu mà 5545 thôi uh, Team Mega Mojo X ấy, Nó vẫn có cái gì đó hơi nhỉnh hơn Nhưng mà vẫn có thể thua những người chơi khác Họ nuôi team uh, tiền với sắc đẹp hoặc là có thể kẹp thêm một xíu cái gì đó nữa. Thì nó vẫn có thể là chiến đấu với cả cái team giác đấu với cả siêu được. Nhưng mà hay hay là thôi. 60, 40 đi. Uh, team uh, siêu giác đấu vẫn có cái gì đó nhỉnh hơn. Nhưng mà đấy là thời kỳ nhỉnh hơn trước khi ra mắt một S+. Cộng, um, um, phải nói rất là mạnh. Trước khi mà điều chỉnh ở bộ skill ở bản tiếng chung. Đó chính là con Zacian. Zacian ra mắt thì lúc đó cái team uh, tiên đất đá sắc đẹp nó sẽ vươn lên một tầm cao và nó có thể chiến đấu được với cả cái team siêu tác đấu lúc này cái tỷ lệ đánh giá của mình là nó theo chiều kiểu chiều, chiều hướng ngược lại ấy. khoảng 55 60 là nghiêng về hướng team tiện đá sắc đẹp của ra xe nhiều hơn một con này thôi nhưng mà nó bá cực kỳ luôn đấy cái thời mà bắt đầu mới ra xong thì lại chuẩn bị đến Mega Mochui xuất hiện Mega Mochui nó bùm một phát thì lại cái tinh tiết đá sắc đẹp nó lại bay và sau đó thì lại đến thời kỳ chỉnh sửa lại bộ skill giống như bản tiếng Trung bây giờ rồi thì Jasian bây giờ hầu như chẳng ai sử dụng nữa chỉnh yếu quá mức luôn đấy thì điều chỉnh bộ skill như vậy thì hiện tại ở mỗi bản tiếng Trung thôi còn sắp tới là bản tiếng Anh bản đài còn đâu vẫn sẽ chơi với bộ skill hiện tại bây giờ là toàn những con rất là mạnh và đến thời kỳ của Mega Mochui mới có những con với bộ skill mới hơn còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với các đội hình ờ, với đội hình bây giờ là team tiền đất đá thuần lúc bắt đầu mới ra mắt Mega GNC thì các bạn thấy hầu như ai cũng sử dụng đội hình như thế này luôn và bây giờ mình sẽ nói đến với cả những người mà tầm biết tầm chung đi bắt đầu mới chơi đi định hướng team gì thì có hai cái hướng team bây giờ đó là team siêu giác đấu hoặc là full siêu hoặc là đi với hẳn với team dạng đấu nhưng mà cũng có thể kết hợp với bộ đôi đó và cái thứ hai đó là tiên đất đá kết hợp thêm với cả cái dàn sắc đẹp trong đó thì có shiny mega galipo sắp tới hoặc là team tiết đá kết hợp với cả sắc đẹp với cả siêu nữa thì có nhiều cái hướng khác nhau và mỗi team thì nó một có hiệu quả riêng bạn có thể giành chiến thắng trước team này nhưng mà lại có thể thua trước team khác chẳng hạn này tiết uh, tiên đá với những bạn mà dưới vip 12 thì nên ưu tiên hướng với team uh, tiết đá xong rồi kết hợp với sao sắc đẹp nhiều hơn Bởi vì là giác đấu thì chỉ có đó là Mega Mewtwo X thôi Mega Mutru X đó mới là con gánh team ở trong cái team giác đấu Chứ còn đâu những con khác là đi theo để bổ trợ nó, để giúp giúp cho nó như sinh tồn tốt, để đập với đội hình bên kia thôi Bạn thiếu đi Mega Mewtwo X là coi như cái team giác đấu nó cũng sẽ không còn hiệu quả nhiều nữa đâu như các bạn thấy là rất rất nhiều trận đấu mà mình review ở bản tiếng đài ấy thì mega Mewtwo là con tập trung tấn công rồi còn những con khác là chủ yếu là giúp cho nó sinh tồn thôi thiếu nó chết đi phát là thiếu đam là không đánh được thắng ở bên kia đâu Shiny Mega de cũng xuất hiện luôn để có thể tạo ra được thời kỳ của team giáp đấu giống như thế này nhưng đây là nó bắt buộc để như này rồi nên mình cũng không có hình ảnh review cả đeo nữa đeo ra mắt thì bạn có thể đi cùng với cả team nước đi cùng với cả team giáp đấu đều ổn cả còn bây giờ um, có những người cày chay mà không lên được mega tnc thì thực ra mega tnc uh, bạn có thể một là nạp 50.000 đấy là có nạp còn đâu thì chịu khó là đổi mảnh của nó chịu khó cày bb arena xong rồi là có cái uh, sự kiện nào lấy được thêm mảnh của nó nữa cứ thế thôi là kiểu gì cũng sẽ có và hướng tới tin thiết đá mega tnc sẽ là một con gọi là chơi lâu dài uh, cực kỳ là lâu um, nó giúp rất là tốt dành cho team của bạn rồi thế nên là cứ cố không mặc dù không chơi cái team uh, tiết đá chẳng hạn Thì cũng cứ lên Mega TNC Cứ dần dần để lên thôi uh, Kiếm nó cũng đơn giản Bởi vì là Gachapon mỗi tháng thì lại có 10 uh, 10.000 kim cương là lấy được uh, một con rồi Thì với đội hình team tiết đá như này Với những bạn ở trong cái server mới ấy, Thì chưa có thể là Tạo được một đội hình như thế này luôn được đâu Thì dễ dần hướng hướng tới Đó là những cái team sắc đẹp về sau Lúc này thì uh, bạn đã có Magena Ở trong cái sự kiện đầu, uh, vòng quay vừa rồi rồi này Thì Sonia nếu bạn nạp thì bạn sẽ có được um, Sarnia 4 sao. Còn đâu thì chịu khó chờ đợi cái sự kiện nào đó để lấy lại. Sắp sáng sau sáng sau thì sẽ là cái sự kiện vòng quay tiếp. Vòng quay đợt sau là Shiny Megatirata. Coi như các bạn đã có được ở bộ ba hình thành của cái team tiết uh, đá rồi. Tiếp theo là bạn sẽ có Mew Origin rồi. Mew Origin ra mắt nữa. Uh, mặc dù là không liên quan đến tiết đá đâu. Nhưng mà bạn sẽ sử dụng nó trong tim để hỗ trợ thêm cái kháng tử và kèm theo nữa là nó cũng sẽ là một con tăng rất là tốt thì cứ đi theo hướng tạm thời như vậy thôi và sau nó nữa sau mi sẽ đến lượt đó là shiny mega galevo là các bạn bắt đầu hình thành được cái đội hình tim tiên của bạn rồi đội hình tim tiên uh, sắc đẹp Với shiny mega galevo sẽ là một con chủ đạo nó sẽ là một con rất là tốt luôn đấy đi kẹp với cả mạnh bạn vừa lấy ở trong cái vòng quay là ok luôn thì cứ dần dần bây giờ đang chưa có Uh, một đội hình tốt thì thì cứ chờ từng tháng từng tháng từng tháng để lấy thêm S cộng mới hơn và tốt hơn thôi còn đội hình như này thì nếu mà lấy được thêm một S cộng nữa và chờ đợi đến lúc mà đây ra sen ra mắt thì coi như bạn cũng đã có thể hình thành được một cái tim sắc đẹp rồi đội hình này là một trong những đội hình mạnh ở bản tiếng trung hồi trước thì lúc này bạn chỉ đang có Magena này, cố gắng lên Mega TNC này, tháng sau lấy Shiny Mega Tirata, cố gắng thêm lấy được hai Pokemon này nữa. Về sau đợi chờ đợi ra là coi như các bạn đã có cái team tiên sắc đẹp rồi. Ờ, đây là một đội hình mà bẫy khá nhiều, mê hoặc rất là nhiều, phòng thủ thì cũng rất là ổn và hỗ trợ cũng rất là tốt, kèm theo ra là một con tấn công cực kỳ là mạnh. Thì bạn có thể không hướng tới team siêu giác đấu thì sẽ sẽ nên hướng tới đó là bộ là team tiên sắc đẹp như thế này. Còn với những bạn VIP 12 trở lên, bạn có muốn hướng tới team siêu rắc đấu thì cũng phải chờ Mega Mewtwo xuất hiện đã. Lúc này thì siêu thì đang có đó là con Necroma rồi này. Ở nhiều người bây giờ đã kẹp bắt đầu kẹp um, tiết đất đá kẹp với cả Necroma bởi vì Necroma bây giờ nó bắn phá cái đội hình của tiên tiện đá. Nếu các bạn nuôi mạnh đi, hoặc là các bạn nhìn thấy top đánh đi thì Necroma nó bắn rất là tốt luôn. Bây giờ cái khả năng phá vỡ đội hình tiết đất đá chắc là chỉ chủ, chủ yếu dựa vào nó thôi. Còn đội hình team ma trừ khi các bạn ao chỉnh quá thì Ờ, với Master còn gây được nhiều sát thương chứ không thì rất là khó luôn Mà nhiều người bây giờ dồn nuôi hết dành cho Mega TNC rồi Thì uh, cái đội hình của họ cực kỳ là vững chắc luôn Lúc này nếu dạng như bạn đang có Necroma này Nếu mà muốn hướng tới cái team siêu với cả team giác đấu ấy, thì thôi lại bỏ gần hết chỗ này ra đi Siêu giác đấu thì lại không hợp với cả một loạt như thế này luôn Nhưng mà trước đó thì bạn đang có sẵn một số Pokemon như vậy rồi Thì cứ sử dụng Rồi dần dần hướng tới cái team siêu sau Chúng ta sẽ có Đó là dạy như là Mew Orgin sẽ có xuất hiện trong thời gian tới này Xong rồi siêu Mew Orgin thì chúng ta sẽ có thêm Đó là Shiny Mega Gardevoir nữa Để tạo ra được cái um, Thời kỳ của sắc đẹp Sau đó nữa thì chúng ta sẽ có thêm ra Magenta là bắt đầu hướng đến team giác đấu rồi Lúc này ra Magenta ra mắt Ừ, chắc là hầu như ai cũng sẽ lấy vào cho vào tim thôi phòng thủ thì vững chắc hỗ trợ cho tim thì tốt mà bổ trợ cho con đằng sau nữa thì quá là tuyệt vời để giết được một con Zamazenta với cả mirozin nuôi mạnh phải nói rất là khó luôn cái thời kỳ mà tiên tiến đã 20 lượt không hết thì bây giờ đến thời kỳ của Zamazenta với mirozin cũng tương tự như vậy trận đấu uh, kiểu dạng như là rất là nhìn rất là khó mất uh, khó chịu rồi mất thời gian đấy tại vì giết được hai con này nó, nó, nó trâu với cả nó khả năng hồi máu như Mimozin còn Zamazenta thì nó trâu giảm sát thương rất là nhiều rồi khiến nó thì quá là dày đặc luôn mà nó còn bổ trợ chạy theo hỗ trợ hàng uh, Pokemon đứng sau nó nữa thì Pokemon đứng sau nó cực kỳ là khó chết đấy chắc phải chờ đến lúc mà Mega Mewtwo xuất hiện đi thì lúc đó mới còn đỡ đỡ hơn và sau đó nữa thì bạn lại có thêm một Pokemon vừa siêu vừa giác đấu đó là Shiny Mega vừa xuất hiện ở bản tiếng Anh rồi này thì bạn đã coi như là hình thành đội hình siêu với giác đấu rồi mà cũng kẹp thêm một kiểu, kiểu sắc đẹp sắc đẹp lúc này thì chỉ có hai con thôi trong này Shiny Mega Garde không tính là sắc đẹp và nếu bạn mà không nuôi được lên Mega Mochuich thì sau Shiny Mega là đến Candle rồi thế là bạn đã có đội hình team siêu giác đấu nhưng mà cũng kẹp thêm kiểu sắc sắc đẹp luôn còn nếu mà bạn không chưa lên vip 12 một team siêu giác đấu nhưng mà bạn chưa nuôi nổi con Necroma này thì chúng ta lại có thêm một đội hình khác đó chính là con Zacian Zacian này có thể kết hợp với cả team giác đấu này, với cả Uh, được này Bởi vì là nó sẽ Được sự hỗ trợ của Kendell Thì nó cũng sẽ mạnh hơn Và đi cùng với cả Hai cô con sắc đẹp này nữa Đây là đội hình Mà bạn có thể hướng tới Mà không đi cùng với cả uh, Mega Tien Không có Mega chu X Thì đấy cũng là một đội hình tốt Mà nếu mà bạn đã có được Con ken uh, con Necroma này rồi chẳng hạn Thì bạn cũng có thể là Trang bị kiểu như thế này Có thể bỏ đi Shiny Mega Garde uh, để thêm Shiny Mega Gade Cũng được Hoặc là một trong hai bởi vì là Shiny Mega Gardevoir này nó bổ trợ dành cho hệ giác đấu nhiều hơn còn đâu thì Shiny Mega Gardevoir nó lại bổ trợ dành cho Zacian với cả Mew nhiều hơn thế đấy là tùy theo việc bạn thích theo hướng nào bởi vì mỗi team thì có một hiệu quả khác nhau còn nếu đâu bạn đi theo kiểu như thế này luôn không có Necroma thì cũng được còn với sắc đẹp là có những Pokemon gì thì ở trong list ở trong cái phần sách hướng dẫn ấy, thì về sau cũng sẽ cập nhật thôi còn đâu trước đó thì đây, đây là những Pokemon có thể được tính là sắc đẹp. Lúc này thì mình vẫn chưa biết là con ni Mega này được tính sắc đẹp hay không. Nhưng mà đây là toàn những Pokemon tính là sắc đẹp rồi đây. Zaymin cũng được tính là sắc đẹp này. Sonya này, Mega Si này, Nessiram này, Zacian này, Myojin này. Xong rồi là thêm cả Magena nữa. Thì đội hình sắc đẹp là một trong đội hình mà ở bản đài hay là ở bản tiếng Anh. Các top vẫn hay đang sử dụng đây. Thì mỗi team nó sẽ có một cái hiệu quả khác nhau. Ờ, ví dụ như tim siêu với giáp đấu là sẽ thiên về cái khoản tấn công rất là mạnh mẽ đến từ necroma Mega chủ x và kèm theo đánh rất là nhiều lần nhưng mà lại cũng có được cái phòng ngự vững chắc đến từ Yamazenta hay là shiny mega gade chẳng hạn còn với đội hình tim uh, tiên sắc đẹp này uh, chắc là phải lúc này chưa có Zacian thì bạn sẽ cần phải trông chờ dựa dẫm rất là nhiều đến từ cái vị trí uh, sát thương của mega tnc và kèm theo nếu bạn nuôi mạnh shiny mega Tirata thì cũng ok ngoài ra bây giờ tin tiên sắc đẹp này sẽ dựa theo nữa bẫy của cả hai con này để làm cho địch bị mất máu nhiều và rất là câu giờ luôn đấy kèm theo là tất cả những cái hiệu ứng mê hoặc đến từ con uh, Magena với cả Shiny Mega Gardevoir này nó sẽ rất là tốt và không có sát thương cao nhưng mà bù lại thì cái khả năng khống chế với cả hỗ trợ hồi máu xong rồi là kèm theo nữa là còn cái gì không nhỉ tiên đá thì còn cái gì nhỉ chắc là thế cái tường của Mega TNC ấy thì nó là cái hướng của team này còn cái hướng siêu giác đấu của Mega ý, ở đây thì mình lấy ví dụ là Mega ở đứng ở đây ý, chứ không không phải không phải hình con Mega Mochuik ở đâu thì nó lại thiên về cái tấn công cực kỳ nhiều lần sát thương gây ra rất là mạnh mẽ bạn thích chơi theo cái hướng phóng chế hồi máu xong rồi là bẫy hay là bạn thích chơi theo kiểu mà cũng có khả năng phòng ngự tốt này khả năng kháng khống chế thì được kém hơn nhưng mà sát thương gây ra ổn với cả cao thì bạn có thể đi theo những cái hướng như thế này Trong tình huống bạn không có Mega chú X ý, Thì cố gắng chờ đợi đến cả con Zacian uh, nữa là đội hình nó sẽ đẹp thôi Thì vừa rồi Mình cũng đã có một số cái định hướng Để dành cho những bạn nào mà bây giờ bắt đầu mới vào game uh, Có thể là Cứ định hướng dần theo đội hình như vậy Tỏ qua những S cộng cũ đi Bởi vì bây giờ bạn sử dụng S cộng cũ là coi như là bạn đã không chạy theo được Cái meta hiện tại bây giờ rồi Thì chúng ta sẽ chạy theo nó là cái meta Về sau hơn Nhưng mà dù bạn có chơi đội hình nào thì nếu mà có thể được thì cứ tích dần dần bạn sẽ lên Mega TNC đi cùng với cả team để bổ trợ dành cho team về cái tường với cả một số cái khác nữa nó cũng sẽ ổn ổn. Thì dần dần những S cộng cũ như các bạn thấy đây là coi như là bây giờ không có ai sử dụng nữa rồi bộ skill của nó so với cả S cộng mới thì nó yếu hơn rất là nhiều. Chủ yếu chúng ta bây giờ lấy để kích chuyên về sưu tầm thôi chứ còn nếu mà chơi thế đó vừa theo đam mê và vừa muốn mạnh thì chỉ có đi đập tiền gọi là bạn nâng lên thành 20 triệu lục chiến đập được những người chơi đi theo meta bây giờ 12 triệu chiến được thôi chứ còn uh, vừa đam mê mà vừa theo theo meta rất là khó chưa biết đến thời nào mới đến được cái uh, lúc đó ở cái team đam mê của bạn luôn xong gan leo luala rồi cuối cùng cũng sẽ phải bay ra thôi luala với cả team ma nếu gọi là quá đam mê thì chỉ có kết hợp thêm với cả cửa của siêu giác đấu nhưng mà nó cũng không, không đem lại được quá nhiều hậu quả bằng một những cái team mà đi theo meta về sau thì thôi chúng ta cứ hướng tới những S cộng mới à, Thật ra là mỗi lần mình review xong mình quên béo mất cái con này luôn Con dao đe Một trong những con mà gọi là có khả năng phòng ngự cực kỳ trâu Sau con uh, Daxian, Bộ skill của nó Gọi là khó chịu kỳ Nó nó trâu một cách kinh khủng ấy Có nếu bạn mà có mega một chút thì bạn đập nó dễ hơn Chứ còn đâu những con khác đánh vào nó xong nó hồi máu Quá là nhiều Thế đấy À, đến cái thời kỳ giác đấu thì bạn lại có thể kết hợp với nước Nhưng mà cũng không quá nhiều hiệu quả Bằng cái đội hình siêu giác đấu đâu Nhiều Pokemon mới Và những Pokemon đó mới có thể giúp cho team của bạn tốt hơn được Thì chúng ta sẽ định hướng Những đội hình như vậy Còn à, nếu bây giờ mà đi theo hướng Nếu bây giờ mình là một người chơi mà Gọi là không nạp hay là dưới vip 12 đi Thì đương nhiên là mình sẽ chọn đi theo hướng đó là team uh, Tiết đá kết hợp với cả sắc đẹp rồi Nhưng mà để nói về sắc đẹp thì có những Pokemon các bạn sẽ cần phải lên số sao như thế nào thì trong đó nhé Shiny Mega Level nếu bạn mà 4 sao thì nó đủ kích hoạt được rồi nhưng mà nếu lên 8 sao thì sẽ có thêm kháng tử Mega Tiền Si sẵn nó 12 sao rồi Sonya thì 8 sao sẵn rời liên kết 11 sao thì lúc đó định hành động thì bên bạn còn có khả năng đó là hồi máu trước khi định hành động khoảng mấy lần ấy, thì cũng sẽ tốt và kèm theo 11 sao thì sẽ dây liên kết của nó unti tạo ra được hai lượt chứ không phải một nữa miwajin thì các bạn sẽ cố gắng nâng lên tám 8 sao sử dụng tốt sẵn là 4 sao gasian thì nếu bạn muốn là chống chịu tốt sức mạnh nó kinh khủng khiếp thì thôi lại 11 sao vậy nó là đam chính ở trong tin sắc đẹp của bạn rồi thì cố gắng đầu tư thôi thì còn thêm một em nữa magena thì mình vẫn ưu tiên nó lên 8 8 bắt đầu là đi với đội hình toàn những hệ tiên như thế này rồi thì nó kích hoạt bẫy của nó ngay từ đầu luôn thì đó chính là những cái số sao hay là những cái đội hình bạn có thể hướng tới Trong này thì bạn có thể bỏ qua một con để có thể cho Shiny Mega Tiritha vào Một phần là cho vào thì nó sẽ ích được hiệu, hiệu ứng nội tại đó là đá tiên Mà đá tiên thì nó sẽ chia sẻ được 50% song công của Mega Tiên Si dành cho toàn bộ Pokemon hệ tiên ở đất đá bên bạn Lúc đó thì ra xe nó sẽ càng mạnh hơn, bẫy của những Pokemon này sẽ mạnh hơn Đấy là lý do tại sao cứ kẹp thêm Shiny Mega Tiritha nữa ở trong cái đội hình team sắc đẹp về sau còn với đội hình giác đấu của Mega Chú X ý, thì uh, số sao yêu cầu Megamu Chú X thì sẵn có rồi này. Uh, Kendel thì các bạn cố gắng uh, lên 8 sao để lấy thêm cái kháng tử của nó. Nếu 4 sao thì cứ cho vào để uh, bổ trợ được cái nội tạng của nó dành cho đồng đội bên bạn. Yamazenta thì cứ cố gắng lên được 8 sao đi. Uh, Châu hơn rất là nhiều. Sunny Mega thì bắt buộc phải lên 8 sao rồi. Mình có kháng tử. Migojin cũng lên 8 sao. Còn đâu những Pokemon mà đam chính bên bạn thì nâng lên 11 sao Còn đâu Kendall 11 sao đam ảo phết đấy Thì đó là những cái định hướng các bạn có thể tham khảo để có thể đi tới những đội hình tiếp theo Chúng ta nên đi hướng tới đội hình mới hơn chứ còn không đi theo đội hình cũ nữa Đội hình cũ bây giờ là coi như các bạn cứ cố gắng nâng lên xong là bị người khác chơi khác đập được luôn thôi Ok, mình xin kết thúc cái clip tán gấu đầu tuần ở đây.